Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài số 3 của chủ đề 3 thiết kế bài trình chiếu, đó là bài chèn âm thanh vào bài trình chiếu ở trong sách hướng dẫn tin học lớp 5. Thì đầu tiên mình sẽ khởi động phần mềm PowerPoint lên trước đây nè. Các bạn sẽ bấm vào chữ Start đây. Và mình sẽ kéo cái thanh trường này xuống, chọn cái mục là PowerPoint ở đây. Đây mình sẽ bấm vào Blank Presentation. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái mẫu chống trơn đi. Mình bấm vào chữ Layout đây, mình chọn Blank để mất chống trơn. Trước khi chèn âm thanh vào thì mình sẽ chèn cho nó một cái hình trước đó. Thì mình sẽ bấm vào một Insert, chọn Picture. Ở đây mình sẽ chọn một cái hình. Ví dụ như mình sẽ chọn cái hình cây hông này. Mình bấm vào hình cây hông và mình bấm chữ Insert ở đây. Sau đó mình sẽ kéo giãn cái cây hông này cho nó đều ra. Đó, mình sẽ đưa nó vào một góc này và mình sẽ kéo qua cái đây. Rồi, đó là chèn xong cái hình. Bây giờ mình sẽ vào cái nội dung chính, đó là chèn âm thanh vào cái bài trình chiếu. Thì bây giờ mình sẽ chèn cái âm thanh bằng cách bấm vào chữ Insert ở đây. Và các bạn sẽ nhìn bên tay phải thấy có cái chữ là Audio, có cái mũi tên đây, các bạn bấm vào đây. Nó có hai cái mục. Thì các bạn chỉ để ý cái mục Audio Room IPC này thôi, có nghĩa là cái âm thanh có sẵn từ máy tính của tôi. Còn cái bên dưới này là cái các bạn ghi âm và các bạn chèn vào luôn. Có nghĩa là trước đó mình ghi âm rồi thì mình chèn vào, mình ghi âm và mình chèn trực tiếp luôn. Còn đây mình sẽ chọn ở cái mục là Audio on my PC, mình click vào đây. Thì các bạn sẽ chọn cái nơi chứa những cái file âm thanh có sẵn. Ở đây trường hợp mình sẽ cho nằm ở trong cái mục Music này đi. Thì trong đây mình sẽ có khoảng 10 cái file âm thanh. Thì làm sao biết cái này có phải file âm thanh hay không? Thứ nhất là các bạn nhìn thấy cái biểu tượng của file âm thanh là nó có cái hình nốt nhạc như thế này. Đây mình sẽ bấm vào chỗ này đi, mình bấm black icon. Đó, các bạn thấy không? À, sẽ có cái biểu tượng là MP3. Đây là cái định dạng file âm thanh được sử dụng nhiều nhất. Ngoài ra các bạn còn sẽ thấy một thêm một cái định dạng âm thanh mà cũng thường gặp, đó là WMA. Nhưng MP3 thì các bạn sẽ thấy được thường xuyên hơn. Các bạn sẽ bấm chỗ này nè, mũi tên đây. Mình chọn Detail để xem chi tiết lại. Nó nhỏ hơn. Thì mình bấm chuột phải đây, mình chọn cái mục Type này. Thì nó hiện ra một cái cột nữa, nó nằm đây. Đó, các bạn sẽ, mình sẽ rê nó qua đây đi. Thì các bạn sẽ thấy cái định dạng của nó MP3 format sound. Hoặc là các bạn xem ở chế độ này thì các bạn thấy nó rõ ràng hơn. Đó, ở đây mình sẽ nói sơ thôi, không có nói cụ thể về file âm thanh lắm. Với trường hợp này các bạn có thể chèn file âm thanh, file nhạc, bài hát gì đó có sẵn từ trong hệ nhớ cũng được, không sao hết, hoặc là USB. Ở đây mình có sẵn ở trong máy tính của mình rồi và mình chọn chèn vào thôi. Ví dụ như mình sẽ chọn cái bài hát đầu tiên này đi, After School này. Mình click vào cái bài hát và mình bấm chữ Insert. Thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ra đây. Rồi, bây giờ mình sẽ trình chiếu thử, mình bấm F5 thử coi như thế nào. Các bạn thấy là sau khi trình chiếu thì nó không có nghe tiếng động được gì hết. Thì để nghe được cái âm thanh, các bạn phải đưa, khi các bạn đưa chuột vào cái loa, các bạn bấm vào cái đây. Đó là các bạn sẽ nghe được cái âm thanh. Đó, các bạn đưa vào đây. Ví dụ như các bạn muốn tua nó, cái âm thanh này nó qua nhanh hơn chỗ này, các bạn click vào bất kỳ vị trí nào. Đó là các bạn sẽ tua qua được nhanh hơn. Đó, bất kỳ vị trí nào. Khi các bạn muốn dừng lại thì các bạn bấm vào đây. Hoặc các bạn muốn giảm âm lượng hoặc tăng âm lượng thì các bạn đưa qua con chuột qua đây, các bạn sẽ tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng xuống, hoặc click vô đây là nó nhanh hơn là tắt tiếng. Đó, các bạn có thể click vào đây là để mở tiếng. Đó, đó, rồi các bạn bấm play đây. Đó, các bạn bấm tạm dừng ở đây cũng được. Thì khi đó, khi các bạn trình chiếu, các bạn sẽ thấy nó nằm ngay cái lo, nằm ngay chính giữa này. Các bạn có thể cho nó qua xích bên đây chút cũng được. Đó, mình sẽ bấm ESC lại đi. Rồi các bạn lôi cái lo này nó qua đây, nhìn cho nó đẹp thôi chứ không có gì hết. Đó, nhìn cho nó đỡ phải chiếm cái diện tích của mình. Hoặc các bạn có thể kéo cái lo này nó nhỏ lại chút hoặc là to hơn chút, tùy theo ý muốn của các bạn. Rồi, đó là cái cách các bạn chèn cũng như là cách sử dụng cái file nhạc âm thanh ở trong cái PowerPoint. Thì đây là cái trang thứ nhất. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái slide thứ hai. Mình bấm new slide đây. Rồi mình sẽ chèn một cái hình khác. Mình bấm Insert, mình chọn Picture. Ví dụ như đây mình sẽ chọn cái hình chùa một cột đây. Mình bấm Insert.
thì mình cũng kéo giãn cho nó ra hết cái màn hình để cho nó đẹp giống như hồi nãy. Đây đây, rồi mình kéo này qua, mình đóng cái này lại đi. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái nhất đi, mình khoan nói cái hai. Các bạn sẽ thấy ở đây khi mà các bạn bấm F5 là nó không có tự động nó phát, mình muốn phát thì mình phải bấm click chuột đưa vô cho nó đây. Đó. Ví dụ như vậy. Đó. Rồi bây giờ trường hợp nếu như các bạn muốn khi trình chiếu nó tự động nó phát thì các bạn sẽ bấm vào cái lo này, đó, bấm vào cái chỗ nào cũng được, bấm vào cái lo này. Đó. Bấm vào cái chỗ nào bất kỳ chỗ nào cũng được hết á. Thì các bạn sẽ thấy có cái mục playback này nó hiện lên, còn bình thường khi các bạn bấm vào cái hình nó sẽ không có cái chữ playback. Các bạn phải bấm vào cái lo biểu tượng cho cái phần mà chèn âm thanh á, thì các bạn thấy có cái mục playback ở đây. Thì khi đó các bạn sẽ thấy có cái chỗ là mục star trong cái playback này. Ở cái mục star thì các bạn có thể click vào cái mũi tên đây, các bạn chọn cái này automatically, thì các bạn bấm F5 nhạc nó sẽ tự động nó phát. Đó. Đây là một cái mới cho các bạn, mình sẽ hóa đi. Còn khi các bạn không muốn tự động phát nữa thì các bạn có thể chọn quen click thịt, có nghĩa là khi click nó mới phát. Đó. Đó, khi các bạn click vào nó thì nó mới phát. Đó. Còn thường thì các bạn cứ để nguyên cái lựa chọn ban đầu là như vậy là được. Thì đó là cái cách cho nó tự động phát hay không tự động phát thì tùy các bạn. Rồi ví dụ như trong cái trường hợp này, cái đây là cái slide đầu là cái bài hát này. Rồi các bạn sẽ có like thứ hai. Ví dụ như bây giờ mình bấm F5 đi, mình bấm cho nó play là nó phát. Rồi mình click chuột cái để qua cái like thứ hai. Thì các bạn sẽ thấy qua cái like thứ hai này nó không có hát nữa. Như vậy thì làm sao để cho cái khi qua cái like thứ hai này, cái trang thứ hai này nó vẫn hát tiếp tục? Các bạn bấm OC đi, mình quay trở lại cái like nhất. Mình bấm vô cái lo. Đó, mình bấm vô cái lo chỗ nào mình đại đây đi. Rồi các bạn bấm vào chữ playback thì sẽ các bạn sẽ thấy có cái mục là play across line. Các bạn click vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ bấm lại, mình bấm F5 để trình chiếu lại. Mình click cho nó hát đi. Rồi mình bấm cái nữa cho qua cái like mới. Thì như các bạn thấy nó sẽ tự động phát đến hết luôn. Đến khi nào không còn cái like nào nữa thôi. Đó, còn tới hết thì thôi. Thì đó là cái cách giúp cho các bạn cho cái bài hát này nó hát được xuyên suốt qua tất cả các line. Bây giờ mình sẽ xóa trở ngược rồi cứ để yên như vậy đi. Ví dụ như cái bài hát đầu nó là cái line đầu là cái bài hát này. Trường hợp tiếp theo là cái line thứ hai là mình chèn cái bài hát khác thì mình cũng qua cái line thứ hai này, cái trang thứ hai này. Mình bấm vô insert audio on my PC. Các bạn thấy cái giao diện đây nó có thể khác chút xíu, lý do là mình dùng cái phiên bản Office mới nhất 365 nên nó khác chút xíu. Các bạn cứ tìm trên cái phiên bản cũ, nếu như các bạn đang xài phiên bản PowerPoint cũ hơn thì các bạn cứ tìm cái chữ audio là được. Ở đây mình bấm audio on my PC ở đây. Thì ở cái line thứ hai này mình sẽ chọn cái bài hát khác, mình không chọn bài After Cool nữa mà mình chọn bài Are You Sleeping. Mình bấm vô đây, chọn insert. Rồi mình cũng kéo cái này nó lên trên đây đi. Đó, lên trên đây đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ quay qua này lại. Mình bấm F5. Rồi mình lết chuột. Lên phát. Mình lết qua đây nó hát. Rồi mình bấm vô đây. Các bạn thấy hai bài nó sẽ hát cùng với nhau. Bây giờ thì làm sao để qua cái line mới này mà các bạn hát bài mới này thôi, không hát bài cũ nữa, thì mình ở xe đi. Thì khi đó các bạn quay qua cái line thứ nhất này, các bạn bấm vào đây. Đó. Rồi các bạn qua cái mục playback, các bạn bỏ cái nút play across line này đi thì nó mới không có hát nữa. Bây giờ mình bấm F5 lại, mình bấm đây. Đó. Rồi mình bấm tiếp qua cái line mới. Đó, các bạn thấy nó không có hát nữa. Trường hợp qua cái line này, mình muốn hát cái bài này thì mình bấm vô đây y hệt như mình mới vừa bấm vậy thôi. Đó. Thì các bạn sẽ chủ động được hơn. Mình sẽ hót ra lại. Thì nội dung của cái bài số 3 này thì nó chỉ có những cái nội dung chính là như vậy, giúp các bạn biết cách chủ động khi mà thao tác với âm thanh ở trên PowerPoint, giúp cho mình chủ động điều khiển được nó hơn. Chứ nhiều khi
Các bạn chèn vô, các bạn thấy nó hát loạn xạ lên mà các bạn không biết đường chỉnh thì cũng là rất là khó khăn khi mà trình diễn trước nhiều người hoặc là trước một cái hội thoại nào đó. Thì các bạn mỗi khi các bạn chèn vào, các bạn nên bấm thử là các bạn sẽ thấy được cái quá trình nó phát cái đoạn âm thanh đó như thế nào, thì các bạn điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Thì nội dung bài 2 nó chỉ có chừng đó thôi. Nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.